An ẩn quan Trong 12 quan Quan thứ 10 là an ẩn quan Xem bạn tống dịch An ẩn và an ổn giống nhau Thân an tâm ổn vậy Năm trượt tám khổ không thể nhiễu loạn gọi là an Núi lở đất sụp cũng không thể động Gọi là ổn Lại nữa, tống cảnh lục diệt, An ổn được an lạc Sẽ an tỉnh diệu thường Lại nữa Tịch tỉnh diệu thường Tức thường tịch quan. Chúng ta biết An ổn quan này Hàm nghĩa vô cùng sâu sắc Thật sự an ổn Đích xác là thường tịch quan Rốt ráo viên mạng trong chú giải năm trượt tám khổ không thể nhiễu loạn núi lở đất sụt cũng không thể động hai câu nói này chúng ta phải nghiêm túc học tập ngày nay thiên tai liên tục rất nhiều người đến hỏi tôi chúng ta nên đối phó với tai họa lớn này như thế nào tôi nói với mọi người quan trọng nhất chính là an ổn Tâm phải an định Động đất cũng được Sống thần cũng được Bất cứ thiên tai nào xuất hiện Chúng ta cũng không để cho cảnh giới làm lay động Quý vị sẽ có trí huệ để đối phó Nếu như thiên tai xuất hiện Quý vị hoảng hốt Lo sợ như vậy rất nguy hiểm nói cách khác điều quan trọng nhất là phải vững vàng không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động cho nên hai câu này nói rất hay năm trượt tám khổ không thể nhiễu loạn quý vị tâm quý vị an định tâm định thân sẽ an quý vị sẽ có năng lực có trí huệ để xử lý vấn đề Núi lở đất sụt là hiện tượng động đất lớn Có thể như như bất động Xuyên năng niệm Phật Một câu danh hiệu Phật Như trước đây đã nói Tâm chúng ta thanh tịnh tâm chúng ta an ổn, thì câu Phật hiệu này chắc chắn sẽ có tác dụng. Thiên tai xuất hiện trong Phật giáo thường nói, người người đều là người tốt, diệt diệt đều là diệt lành thiên tai này là việc tốt sao đối với người tu hành người thực sự tu hành mà nói là việc tốt vì sao vậy vì thiên tai do nghiệp chung chiêu cảm người chết trong tai họa này rất nhiều nơi đi cũng khác nhau Người niệm Phật Thiên tai xuất hiện Họ có thể giảng sanh tịnh độ Những ví dụ này rất nhiều Rất nhiều Người niệm Phật Ngày ngày mong mỏi Cầu sanh tịnh độ Lúc đại thiên tài đến Niệm cuối cùng là niệm Phật chắc chắn quý vị thầy a di đà phật đến tiếp dẫn quý vị vậy là thật sự có thể giảng sanh